Rồi, most Saturday morning. Vào hầu hết những cái gọi là cái đề bài đọc bên thứ hai các bạn. Bài đọc số 1 thầy nhắc lại. Sáng mai thầy sẽ gửi, sáng mai nó tải xong thì thầy sẽ gửi thêm nữa. Là tổng cộng 3 bài đọc nha. Rồi, hầu hết vào những buổi sáng thứ bảy, các bạn nhớ thứ, các bạn nhớ thứ hoặc ngày là luôn luôn dùng với từ gì? On, thứ ngày là chơi on nha thầy đó. Được chưa? Rồi, vào hầu hết những buổi sáng thứ bảy thì 16 year old, cậu bé 16 tuổi tên gì đây? Brett Hoffman là chơi gì đây? Chơi đá banh. Được chưa? Ở một cái trung tâm, nói chung là ở sân vận động gì đó. Rồi, in the dressing room, ở trong cái phòng này đây, cái phòng thay đồ. Được chưa? Các bạn nhớ dressing room là cái phòng thay đồ, cái kiểu như là ở trong cái locker á. Được chưa? Còn nhưng mà đối với cái phòng thay đồ mà các bạn tới shop là gì? Không phải dressing room mà là gì? Fitting room. Được chưa? Fit là mình thử đó. Được chưa? Fitting room, nhớ này đó chính là phòng thử đồ. Phòng thử đồ đối với cái trường hợp mà các bạn tới shop. Được chưa? Còn dressing room ở trong cái locker. Được chưa? Đó, nhớ thầy nha. Sau này các bạn mà đi ra nước ngoài mà các bạn hỏi cái chỗ gọi là để thử đồ là các bạn biết nó thì các bạn sử dụng thầy fitting room. Where is the fitting room? Được chưa? Đó. Rồi, trong cái phòng mà gọi là thay đồ thì sau cái trận game thì anh ấy đã ở đây, anh ấy đã nói chuyện với một những cái người chơi khác. Được chưa? Rằng as he takes off, khi mà anh ấy, được chưa? Lúc mà nó trò chuyện với những đứa bạn của nó thì nói ở đây nó take off là gì? Nó take off cái shoe thôi là gì? Nó cởi cái đôi giày 90 đô. Được chưa? Để chơi đá banh. Và 80 và cái áo, và nó cởi cái áo chơi đá banh 85 đô. Được chưa? Rồi, mắc người đó, một cái áo, một cái giày thể thao mà 90. Các bạn nghĩ đi, là một cái áo mà đã gòn bằng một đôi giày chơi đá banh rồi đó. Mắc không? Mắc. Thì bài này đang về thời trang nha. Rồi, Brad gets a new pair of shoes là gì bạn? Là thằng này nó đã có một cái đôi giày mới, nhớ pair of shoes nha, một đôi giày mới và một cái áo mới vào mỗi mùa. Nhưng mà những cái áo và những cái đôi giày á, thì nó như là đây càng ngày càng khó cho bố mẹ của nấy để chi trả. Rồi, as he leaves the sports center, khi mà anh ấy gọi là rời cái sân vận động thì anh ấy passes for the pass gì mấy đứa? Drink. Được chưa bạn? Đó, cái này poster phải bán lại em. He passes posters of his favorite soccer heroes. Là như bạn là anh ấy gì đây? Đã phát, đúng không bạn? Đó, anh ấy đã phát gì đây? Anh ấy phát những cái poster của gọi là những cái người anh hùng thể thao yêu thích của anh ấy. Rồi, advertising là gì quá dễ và advertising là gì? Và quảng cáo the same expensive sport merchandise. Và quảng cáo gì đây? Những cái gì đó về thể thao mà nó mắc y chang. Được các bạn, cái gì y chang các bạn? Là những cái gì y chang? Các bạn coi, giờ mình biết merchandise là gì đúng không? Các bạn cứ đọc cái tìm từ đồng nghĩa đi, rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ dễ dàng và hình dung hơn. Câu A, garments là gì? Trang phục, đúng không? Câu B, outfit cũng là gì luôn? Trang phục luôn, thì rõ ràng A với B như nào? Bỏ luôn. Câu C, possession là cái sở hữu, đúng không bạn? Và câu D, goods là gì? Rồi, thì chắc chắn chọn câu gì? Câu C, cái sự sở hữu em. Merchandise đó chính là hàng hóa, y chang như là good. Các bạn nhớ good thêm S là gì? Hàng hóa. Được chưa? Bộ gì? Hàng hóa em. Thầy chọn D chứ thầy chọn C hả? Thầy chọn C hả? Nó có đâu? Thầy nhớ, ủa possess thầy dạy các bạn nhiều lần chưa? Đúng không? Possess là sở hữu, là có. Như hồi trước thầy dạy các bạn đó chính là gì? Việt Nam là có hoặc là sở hữu cái nguồn tài nguyên gì đó. Giờ thầy không thích dùng chữ ha, thầy không thích dùng possess, thầy dùng từ gì? Từ gì mà có mà kiểu như là tự hào rồi đó. Không bao brown gì đây, là gì b mà brown gì boast, khoe khoang, đúng không? Thầy dạy chưa? Boast là đối với trường là tiêu cực, là khoe khoang, nhưng động từ nghĩa là tích cực, đó là nó có sở hữu cái gì đó mà khiến người khác tự hào. Được chưa bạn? Ủa thầy dạy chưa? Ủa dạy rồi nha, đó nó ra đó. Rồi thì câu 31 chọn thầy câu D luôn. Và vậy là bạn là kiểu như anh ấy truyền đi những cái poster của những người người legend, những người mà vĩ đại, những người mà thích những cái người anh hùng mà bóng đá mà ưu thích của nãy. Và đây là quảng cáo, gọi là gì? Quảng cáo gì? Nhắc lại, quảng cáo những cái merchandise là quảng cáo những cái sự hàng hóa. Ở đúng rồi, thầy nhầm. Hàng hóa là sản phẩm.
Được chưa? Là anh ấy kiểu như quảng cáo những cái hàng hóa thể thao, những cái sản phẩm thể thao mà nó gọi là mắc. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Merchandise đồng nghĩa với goods. Rồi, giúp thầy câu số 1 luôn. Theo đoạn số 1, what problem did Fred get to encounter? Encounter là gì? Chạm chán, làm đối mặt, đúng không? Là kiểu như vấn đề nào mà thằng Brad nó phải đối mặt. Get to là gì? Là phải. Rồi các bạn, hoặc là có cơ hội làm gì đó. Thầy nhắc lại nha, chứ get to có hai nghĩa. Là phải làm gì đó, hoặc là có cơ hội làm gì đó. Được chưa bạn? Thầy nhắc lại. Nghĩa đầu tiên là phải làm gì đó. Nghĩa thứ hai là có cơ hội làm gì đó. Còn get at là gì? Qua vậy rồi. Get at. Rồi quên luôn. Trời ơi, có phải chết không trời? Get at này mấy đứa, bữa là vậy mấy đứa rồi, nhớ mày rồi. Mới tới đúng rồi, đến. Rồi, thì con này chọn đi, vấn đề là thằng Red nó gặp vấn đề gì đây, các bạn làm thầy coi. He deliver poster là anh ấy gì đây, anh ấy gieo, đúng không? Anh ấy gieo những cái poster của những gì đây, most like soccer star, những cái ngôi sao bóng đá mà gì đây. Mô lai đồng nghĩa tôi gì? Favorite đó, yêu thích nhất của đấy. Nhưng mà không có ai bet an eyelid. Được chưa? Nhưng mà không có ai để ý, quan tâm. Cái bạn học tại đó chính là gì? Not bet an eyelid. Là không quan tâm. Được chưa? Các bạn coi eyelid là gì? Eyelid đó chính là cái mí mắt á. Được chưa? Bet an eyelid là kiểu như là không ai để ý tới, không ai nhìn tới là không ai để ý. Được chưa? Not bet an eyelid. Còn này khó nha. Nhưng mà thầy nghĩ chắc cũng ra. Bởi vì cái này liên quan tới bộ phận cơ thể rồi. Và năm hóa này ra bộ phận rồi. Cho nên bữa giờ các bạn thấy là thầy ít ôn cho bạn những cái idiom về bộ phận cơ thể là như vậy. Rồi, câu A có đúng không các bạn? Câu A là gì? Anh ấy là giao những cái tấm poster của những ngôi sao bóng đá mà yêu thích của đấy, nhưng mà không có ai quan tâm. Có đúng không? Có nói không? Đâu có nói ai quan tâm hay không quan tâm đâu. Tiếp tục câu B. Anh ấy attempted to tu là gì anh ấy? Cố gắng làm gì đây? Quảng cáo một số những cái trang phục thể thao mà nó hybrid là gì? Mắc. Được chưa? Nhưng mà anh ấy thất bại. Là nó có gọi là quảng cáo không? Có. Những cái sản phẩm mắc này dùng người ta không dùng expensive, người ta dùng hybrid. Nhưng mà anh ấy có thất bại không? Có nói không? Có nói người ta có chỗ nào? Có nói thì chỗ nào? Thất bại chỗ nào? Đoạn số 1 nghe đoạn số 1 mà. Thất bại chỗ nào? Hay là không có? Đâu có đâu. Câu C. Bố mẹ con ấy found it increasingly là gì? Tăng hả? Sao mà tăng? Càng ngày càng. Có thể dạy như increasingly nhiều lần rồi. Bố mẹ con ấy found it là gì? Thấy nó càng ngày càng khó. In terms of là gì? In terms of để hả? Về phía về phần đối với cái việc gì đó. In terms of gì? Đối với gọi là gì đấy? Cái tài chính. Được chưa? Đó, kiểu như càng ngày càng khó liên quan về cái việc tài chính. Để đây get him what he expected là gì? Để cho anh ấy những thứ mà anh ấy mong muốn, đúng không? Đúng, này rõ ràng rồi. Kiểu như là nó muốn gọi những đồ mới, nhưng mà càng giá cả càng ngày càng leo thang, cho nên là càng ngày càng khó. Nên chọn thầy đó chính là câu C luôn. Câu D là gì? The shirt and shoe he would like to own were sold out là gì? Là những cái áo và cái đôi giày của anh ấy mà muốn sở hữu á thì nó bị gì đây? Hết hàng thì đâu có đâu, đúng không? Nó mua được không? Nó mua được chưa? Nó có nói gì không? Nó có nói gì đâu, được chưa? À không, là nó mua được đôi mới rồi, nó mua một cái áo mới và một cái đôi mới nè. Red gets a new pair of shoe nè, thấy chưa? Đâu có hết hàng gì đó, không liên quan. Rồi tôi còn chọn số 2 nè. On the other side of the world là gì? Ở bên kia gì vậy đó? Hay quá. Rồi, ở bên kia của trái đất đó các bạn. Kiểu như là ở bên bán cầu kia. Ví dụ như là này nó đang ở Anh đúng không? Thì ở bên kia là gì? Nó ở bên phương Tây thì mình là phương Đông. Được chưa? Đó, thì ở bên phương Đông đó. In a clothing factory là ở đây một cái nhà máy may mặc. Thì một cái người công nhân nhà máy thì như là quitting sewing. Tại vì các bạn biết sewing rồi. Là một người nhân viên nhà máy đang gì đấy? Đang sew là gì chơi? Mà chưa dạy đúng không? Nó chỉ là may. Được chưa? Su chứ phải là sew. Su là may. Một cái người nhân viên nhà máy là đang nhanh gọi là như đây các bạn. Là may một cái áo đá banh này như là đây. Tương tự như là của Brad. One shirt can be made in 30 seconds. Một cái áo thì nó có thể được làm ra trong vòng 30 giây.
là chỉ có nửa phút nha, 30 giây nửa phút đề thi có ra nửa phút nha các bạn. Nó không có chữ second, nó ra chữ half a minute. Nhớ lại, half a minute là nửa phút đó. Đó. Rồi, một cái áo có thể được làm trong 30 giây. Hoặc là gì đây, trên một kiểu như là trong một tiếng sẽ tạo ra một cái, trong một tiếng sẽ tạo ra 100 cái áo, được chưa? Rồi, it's hard work là gì? Cái việc này như nào? Nó rất là khó khăn, được chưa? Kiểu như là nó đòi hỏi rất là khó khăn, được chưa? Và nếu mà một người công và những người công nhân mà như nào đây mắc lỗi thì họ là công nhân đó thì họ phải thường phải đấy, họ thường phải remake là gì? Họ phải làm lại cái áo mà không đi đây, không được trả thêm, được chưa bạn? Đó, ok. Kết quả là nhiều những người nhân viên nhà máy don't earn enough to get by. Ôi vậy hết rồi, được chưa? Là không có đủ cái gì đấy, không đủ tiền để chi trả, được chưa? A recent study show that, một cái nghiên cứu gần đây nó đã chỉ ra rằng, chứng minh ra rằng đó chính là từ một cái áo mà nó 85 đô thì over là như nào? Trên 25 đô là nó đã đây, nó đã thuộc về gì đó các bạn? Nó đã thuộc về cái công ty thể thao, được chưa? But only chỉ là nhưng mà chỉ có một vài đây, sen là vài gì? Sen là gì? Vài xung thôi. Được chưa bạn? Các bạn nhớ gọi là mình có gọi là 1 đô đúng không? Nhưng mà sau đó thầy có 50 sen, thầy có 100 sen. Được chưa bạn? Đó, kêu là kiểu như chỉ có 50 xu thôi, rất ít các bạn. Được chưa đó? Ví dụ như là một cái áo thì kiểu như là các bạn cứ nghĩ là nếu một cái áo thì người công nhân sẽ nhận được 1 đô đúng không? Không. Nó chỉ được gọi là như đây, một vài sen thôi. Được chưa bạn? Đó, thì chỉ có một vài xu kiểu như là thuộc về người công nhân may mặc thôi. Rồi, in other words là gì? Nói cách khác là branded sportswear là gì các bạn? Là những cái sportswear là gì? Những cái thương hiệu thể thao, những cái thương những cái gọi là cái hãng thể thao mà nó có tên tuổi, được chưa? Nói cách khác là những cái hãng thể thao có tên tuổi thì đang trở nên increasingly, nên nhắc lại thầy, đó chính là gì? Trở nên càng ngày càng overpriced là gì? Price là giá, over là gì? Giá như nào? Nó quá, giá nó quá là cao cho một cái người gì đấy, người hâm mộ mà như đó, average gì, trung bình là như nào, kiểu như kinh tế như nào, bình thường đúng không bạn? Đó, kể okay, bạn for the average fan, kiểu như là mặt bằng chung á, thì kiểu như là cái giá nó như so với những cái người gọi là hâm mộ nó không quá là cao đi, được chưa? Nhưng mà những cái người mà tạo ra gọi là cái đồ đạc thể thao đó thì vẫn bị gì đây, underpay là bị gì, underpay là gì mới đó, dưới cái sự chi trả là như thế nào? Các bạn nói nãy giờ thầy đọc các bạn nói, các bạn suy luận thầy đi, trả lương thấp thôi đúng không? Chứ gọi là một cái áo 85 đô mà hết 24 đô là thuộc về cái nhà sản xuất, chỉ có một cái áo thì kiểu như là người công nhân chỉ đạt nhận được một vài xu thôi, nó giống như là một người công nhân được 1-2 ngàn vậy đó, được chưa? Đó, ghê không? Rồi, đúng nghĩa là 1-2 ngàn vậy mới đó. Rồi, nhưng mà gì đây, kiểu như là có, nó có hai mặt các bạn. Một mặt đó chính là gì, cái giá thành nó như nào, nó cao so với ai, phan những người mà mua. Cái thứ hai đó chính là gì, những cái người công nhân thì như nào, bị gì, trả thấp. Và overwork là gì, làm gì đây, làm việc quá sức luôn. Rồi các bạn, nó thấy kinh khủng chưa? Đó, dù cái ngành thời trang này hiện tại là một trong những vấn đề nó rất là hot đó các bạn, được chưa? Một phần là ô nhiễm môi trường nè, đúng không? Nói ra các bạn nghĩ đi, là fashion á, là kiểu như là nó thải ra rất là nhiều, gây ra rất nhiều vấn đề về môi trường. Các bạn biết điều đó hả? Không biết luôn à? Là bây giờ là người ta đang chỉ trích rất là nhiều về cái việc đó, cho nên hiện tại là người ta đang nhắm tới việc đó chính là thời trang bền vững. Được chưa? Các bạn nghĩ đi, đó chính là sử dụng thuốc nhuộm hay sử dụng đủ thứ hết, được chưa? Nước nè, để gọi là các bạn gọi là nhuộm, rất là sử dụng rất là nhiều năng lượng, sử dụng rất là nhiều cái nguồn tài nguyên. Được chưa? Đó, cho nên bây giờ thời trang giống như là một cái điểm nóng vấn đề của thế giới đó. Được chưa? Chứ giờ không nghe hả? À, ok. Rồi, sau này thì sẽ có một cái bài này về thời trang cho các bạn ha. Được, nhưng mà giúp thầy câu số ở đoạn 31 đi. Cái đoạn nào dưới đây mà bạn infer gì bạn? Bạn suy luận. Được chưa? Các bạn phải suy luận từ giai đoạn số 2 đây. Câu A, it's a sorrowful story. Đó là một câu chuyện gì? Sorrowful là một câu chuyện gì? Một câu chuyện buồn. Được chưa? Ủa, sorrowful là buồn quá, sorrow nó buồn không biết hả? Đó là một câu chuyện buồn rằng gì đây, countless worker, worker là những người công nhân, count là đếm, thì countless là gì, không đếm được là như nào, rất nhiều là vô số, được chưa? Nó là một câu chuyện buồn, đó chính là nhiều người công nhân, vô số người công nhân, can't make ends meet là gì, không thể nào make ends meet là gì bạn,
Đúng rồi, không thể nào đủ để trang trải. Các bạn nhớ make ends meet, đó chính là đủ để trang trải. Được chưa? Đó là một câu chuyện buồn rằng rất là nhiều người công nhân không đủ để trang trải, đúng không? Đúng không bạn? Tôi có đọc hết đi ha, xác định. Rồi câu B, worker, những người công nhân, người mà làm sai đó, là kiểu như làm lỗi sai á, thì sẽ không bị chạc, là sẽ không bị gì? Chạc là gì? Ủa trước giờ tại vì mấy đứa chạc tiền nhà, mấy đứa chạc tiền là gì? Trả tiền, đúng không bạn? Một cái phí, chạc cho tôi là một cái phí. Được chưa? Thì kiểu như là nếu mà buộc công nhân mà làm lỗi á, thì họ sẽ không bị chạc phí, đúng không? Có bị chạc phí không? Ở chỗ nào? Có bị đền tiền không? Có, đúng không? Thường phải remark về kiểu như là with no extra là kiểu như là các bạn là kiểu như là nó làm phải làm lại rồi sau đó nó có được cộng thêm tiền nữa không? À, được chứ bạn? Đó thì câu này không có đúng. Rồi câu C là mỗi người công nhân là sẽ được như này, sẽ được trao tặng là kiểu như nó có được một vài đô cho mỗi cái áo như nào? Tào lao. Câu D, công nhân gì đây? Những người công nhân mà ở trong cái nhà máy thì sẽ không làm việc chăm chỉ để gọi là tạo ra những cái item là những gì các bạn? Những cái món đồ tương tự như là brand. Được chưa? Họ có làm việc chăm chỉ không? Có. Được chưa? Bạn đang không thì chắc chắn chọn thôi các bạn. Rõ ràng đây là một câu chuyện buồn rồi. Đúng không bạn? Đó. Rồi đoạn tiếp theo nè. So winners all the money go. Ủa vậy tiền nó đi vào đâu? Được chưa bạn? Một cái áo sản xuất vậy tiền nó đi vào đâu? Rồi. The answer is to advertising. Cái câu trả lời đó chính là dùng để làm gì đó? Để quảng cáo. Cái thứ hai, prize money là tiền gì? Prize là tiền gì thôi? Tiền thưởng nè, tiền trao thưởng. Và the player salaries là gì nè các bạn? Và tiền lương của ai? Cầu thủ. Được chưa? Theo một cái cuộc nghiên cứu mới thì top soccer players pay là với bạn các bạn. Có gì Hot Horizon thì các bạn phải nhìn cái pay trước. Được chưa? Đó, theo một cái cuộc nghiên cứu mới đây thì cái gì đây các bạn? Pay là gì bạn? Đây là danh từ đúng không? Hot là động từ rồi. Được chưa? Mày hot là kiểu như là đang hiện tại thành Hot Horizon là gì bạn? Horizon là gì? Bữa ta nói rồi. Tăng đúng không? Cái gì tăng này? Theo một nghiên cứu, top soccer players pay là gì bạn? Pay là gì đoán đi? Trả, đang danh từ sao mà trả mới được? Các bạn phải phân tích chủ ngữ là gì, động từ là gì? Thầy nói với bạn ha, price nó tăng rồi. Thì trước nó phải là gì? Một cái chủ ngữ. Chủ ngữ các bạn phải chỉ pay trước, pay là gì? Không gì? Trả, nó đang động từ á, đang đi danh từ sao mà trả? Chi phí hả? Các bạn coi top soccer player là gì bạn? Player là gì? Vận động viên thể thao mà như là vận động viên đá banh. Top là như nào? Hàng đầu. Được chưa? Thì chỉ pay là gì? Ở cái lương, trời ơi, cái lương để trả cho gọi là những cái vận động viên hàng đầu thì như nào đây? Nó tăng ở mức như là các bạn astronomical, astronomical. Thầy đã từng nói các bạn một lần rồi đó. Thì bạn coi là nó tăng như là đây 1500% là nó nhiêu đó các bạn? Nó như nào? Nó khủng không? Dạ bạn suy luận thầy chứ astronomical nó như nào đấy? Nó khủng cực kỳ nhiều. Thì chọn thầy cái nào khủng cực kỳ nhiều, to lớn, chạy rồi. Câu số 36 luôn. Underprivileged, substantial, eligible, magnificent. Chọn từ gì mới đó? Cái từ nào mà to lớn, khổng lồ, nhiều? Magnificent trời. Substantial chứ mấy đứa, tại vì cái substantial là nhiều, to lớn chứ. Substantial là nhiều, to lớn, vậy xin lỗi thầy. Astronomical là gì? Cũng nhiều, khủng. Được chưa? Nhiều, khủng, to lớn. Được chưa? Có ai underprivileged gì các bạn? Trước khi thầy dạy bạn chữ privilege dạy rồi nha mấy đứa. Privilege là gì? Privilege là gì mấy đứa? Là gì? Danh từ là gì? Hả? Cái đặc ân, đúng rồi, chính xác là cái quyền hoặc là cái đặc ân. Ủa vậy chưa mấy đứa? Vậy chưa? Quyền hoặc là đặc ân. Và học về underprivileged là gì các bạn? Underprivileged là dưới cái ân là gì? Ví dụ ta có underprivileged children là gì? Thiếu thốn. Ở chứ cái từ của nó mang nghĩa là thiếu thốn. Thầy nói là privilege, danh từ nhắc lại thầy đi mới đó. Từ này dạy rồi rất là dễ, đề thi rất là dễ ra là gì? Đặc ân hoặc là gì? Cái quyền. Thầy dạy rồi cái đề số mười mấy đó, 12, 13 gì đó. Lâu lắm rồi mấy đứa. Và underprivileged là gì? Thiếu thốn. Được chưa? Câu B nhắc lại substantial là gì? Khổng lồ. Đồng nghĩa là gì?
astronomical, illegible cũng vậy luôn rồi. Là gì mấy đó? Có đủ gì đây? Đủ gì? Đúng rồi, đủ tư cách, đủ điều kiện, đúng không các bạn? Và câu đây, magnificent thì bị sao chính tả rồi? Magnificent. Đây, magnificent là gì? Một cái cảnh mà rất là magnificent là như nào? Đó. Nó hùng vĩ, được chưa? Nó đẹp, được chưa các bạn? Nó hoặc là nó tráng lệ. Trời ơi, những cái từ đơn giản mà không biết mà bây giờ cái từ này thì làm sao mấy đứa nhớ nổi trong khi mấy đứa không học? Trời ơi là trời, nó tuột hết luôn. Nó tuột sạch luôn, trời ơi là trời. Khủng khiếp. Nhớ là thầy eligible là cái gì? Đủ tư cách, đủ điều kiện. Rồi, giúp thầy câu tiếp theo. Lời kiểu như là cái giá để trả cho những cái đứa mà vận động viên thể thao hàng đầu á thì nó đã tăng tới mức ở đây khổng lồ, 1500%. Mấy đứa ví dụ như là Ronaldo hoặc là kiểu như là mấy đứa nào đá banh tài chiếu Ronaldo này, Messi này nọ kiểu thôi, được chưa? Đó, tăng rất là cao trong vòng 20 năm trở lại đây. 20 năm là bao nhiêu thập kỷ? 2 thập kỷ, decade là thập kỷ, không biết chữ decade không vậy? Decade gì đó. Rồi vào năm 1961, một cái người vận động viên mà kiểu như hàng đầu thì được trả ở đây $100 hàng tuần các bạn. Hồi xưa là năm 64 á, $100 hàng tuần. Nhưng mà ngày nay đây, the most talented player là cái người vận động viên mà tài năng nhất thì có thể đây almost $1,000,000. Là gì? Mỗi tuần thì có thể gì đây? Gần, các bạn nhớ thành chữ gần nha. Chứ đề gọi là cái viết lại mà nó không có một mà nó gọi là hơn hay là nó $1,000,000 á thì mình có chọn không? Nó gần, phải gần thầy, sắp xỉ các bạn. Được chưa? Almost around hoặc là approximately, đúng không? Là gần như đây, $1,000,000 một tuần. Expensive sport merchandise, nhắc lại merchandise các bạn không coi lại từ vựng, các bạn nhớ chữ merchandise là gì? Hàng hóa, được chưa? Cái hàng hóa và cái game ticket là gì? Hàng hóa và những cái vé gì đấy, vé để vô xem coi đó. Thể thao thì nó mắc á, thì như là đây, nó giúp trả cho gọi là những cái those inflated earning, là những cái giá mà inflated. Inflated là gì? Là nó thổi phồng, là nó rất là cao, các bạn không khỏi biết chữ inflate có được sao? Inflation trước thầy dạy các bạn là gì? Lạm phát á, biết không? Biết lạm phát không? Ok, thì kiểu như là cái giá nó thổi phồng, inflate là thổi phồng đó, cái giá mà thổi phồng này, cái giá như các bạn cao hay thấp? Cao, được chưa? Đó, nó đã giúp trả, gọi là nhắc lại là gì? Cái vụ gì nó đã giúp cho cái việc tăng lương. Nói chung thầy nhắc lại nha, cái việc mà những cái người vận động viên hàng đầu mà nhận được mức lương khủng là do đâu? Do đâu? Đâu ra em? Người ta nói gì? Số tiền nó đi đâu ra đâu có? Số tiền thì kiểu như là sản xuất á. Hết pay for rồi mấy đứa này, là dạy mấy đứa là vừa nói với mấy đứa rồi sao mấy đứa? Mấy đứa bằng tiếng Việt, mấy đứa hướng dẫn mấy đứa rồi đó, nhiều vô đề thi mà kiểu như thầy đâu bên cạnh mấy đứa đâu, cũng không biết chỗ nào luôn. Làm sao mà gọi là nó lại có số tiền nó khổng lồ tới như vậy? Cái gì nó giúp cho cái số tiền khổng lồ như vậy? Nói thầy vừa mới nói rồi. Cái gì? Cái vé và cái gì kia cao? Cái số lượng tiền hàng hóa là đồ đạc rồi đó, nó cao. Thì nhờ đó thì kiểu như là gì? Là tụi nó mới trả lương cao đó, đúng không? Còn đối với trường cái gì? Gọi là quảng cáo hay tiền thưởng, nó chính là gì các bạn? Đó chính là cái số tiền mà gọi là để số tiền cái giá của một cái áo đó, được chưa? Đó, cái đối với cái trường hợp gì, một cái áo $85 thì chỉ có một vài cent là thuộc về cái người mà tạo ra nó, những công nhân đó, và $20+ 24 đô là thuộc về ai? Thuộc về công ty. Và những cái phần còn lại là do gì? Là mình phải chi trả cho dù gì, quảng cáo, vận chuyển này nọ, kiểu hiểu không bạn? Đó là số tiền còn lại đó. Rồi chứ còn này kiểu như là cái số tiền nó thổi phồng là do gì? Đầu tiên là giá vé cao nè, và thứ hai đó chính là cái hàng hóa, những cái mặt hàng đó để mặc những cái trang phục đó, thể thao á, thì nó cao, được chưa? Rồi tiếp tục, international sports manufacturer là những bạn, những cái nhà gì? Những cái nhà sản xuất, những cái nhà sản xuất thể thao mà gọi là quốc tế, thì biết that mega popular athletes. Các bạn, popular là phổ biến, mà mega là như nào? Các bạn nghe mega city không? Thành phố gì? Không bao nhiêu bây giờ nghe mega city luôn à? Mình có city bình thường nè, mà mega city là gì? Mega nó khổng lồ, nó to lớn,
được chưa? Chứ bao nhiêu game Mega City luôn. Mega kiểu như là nó thêm nữa, được chưa? Là kiểu khổng lồ, nó giống như extra opponent rồi thôi. Các bạn coi, là những vòng đầu mà giờ nó đã phổ biến rồi nè, nó nổi tiếng mà giờ Mega nữa gì? Là gì? Giống như gọi là Messi, Ronaldo này nó có phải nổi tiếng bình thường không? Nó có nổi tiếng bình thường không? Nó nổi tiếng khủng khiếp. Được chưa? Cái này hiểu được là gì? Là gọi là những cái nhà máy mà sản xuất đồ đạc thể thao quốc tế thì biết rằng là những cái vận động viên F là vận động viên dễ rồi ha. Những cái vận động viên mà cực kỳ hoặc là siêu nổi tiếng thì họ có gì đây các bạn? Have a lot of influence, có rất nhiều cái tầm ảnh hưởng, được chưa? Và cái những fan hâm mộ đó, và gì đây, và fan hâm mộ sẽ spend a fortune to wear the same shirt, là gì? Là chi trả cái gì đó để gọi là mặc, gọi là cái áo hay là những cái sneaker, là gì? Những cái đôi giày mà những cái đôi giày giống y tương tự như là thần tượng của họ, để xem họ chơi. Được các bạn, đó thì như nào đây? Đây fan bộ tụi nó chi một số tiền như nào? Fortune thầy dạy các bạn chứ, một cái gì? Gia tài đúng không? Thì gia tài lượng tiền như nào? Khổng lồ. Thì coi nào, cái lượng tiền khổng lồ là cái nào? Câu số 35, lượng tiền khổng lồ. Câu chắc chắn là câu C. Sum là lượng tiền bá lì khổng lồ to lớn, vậy chứ. Không có từ vựng nào nãy giờ chưa dạy, chỉ có chữ astronomical thôi. Rồi câu A, unknown property. Property là gì thầy dạy rồi các bạn, là gì? Cái tài sản hoặc là cái đất đai, đúng không? Rồi câu B, a moderate consumption là cái lượng gì đấy? Lượng tiêu thụ mà gì? Modest là gì? Vừa phải, được chưa? Và câu D, a tiny amount là một cái lượng nhỏ, thì trong này chắc chắn chọn thầy câu C, được chưa? Đó thì kiểu như là fan hâm mộ là kiểu như chi trả một cả một gia tài để mặc là những cái đôi giày hay là những cái áo mà thần tượng họ mặc và xem họ chơi. Ủa xem họ chơi là xem ai chơi? Xem thần tượng là thì coi A B C D là cái gì? Có gì? Có C. Trong này không phải idol nữa mà có gì đây? Đó chính là athlete đó, vận động viên đó. Rồi một số đây, sports star là một số gì? Ngôi sao thể thao thì sử dụng cái gì đây? Cái tầm ảnh hưởng và cái wealth là cái gì? Cái sự giàu có của họ theo cái cách gì đây? Theo những cái cách mà nó tích cực. Là chưa? Basketball player là mấy đứa, những cái vận động viên LeBron các bạn biết không? LeBron James rất nổi tiếng các bạn, là chưa? Của Mỹ. Rồi vận động viên bóng rổ LeBron James đã sử dụng gì đây? His earning là gì? Là cái tổng tài sản, cái tài sản của đấy để giúp đỡ gì đây? Giúp gì đấy? Giáo dục trẻ em và hỗ trợ, được chưa? Support anti-racist organization, những cái tổ chức gì đây? Anti là gì? Anti là gì mới đó? Chống lại đấy, những cái tổ chức mà chống lại cái sự racist là gì? Vì diệt chủng em, phân biệt chủng tộc, được chưa? Bởi vì các bạn nên biết đó chính là ông này là người da màu, được chưa? Cho nên là ông sẽ gọi là hỗ trợ những cái tổ chức mà chống lại cái nạn đó chính là phân biệt chủng tộc. Rồi tennis star, cái ngôi sao tennis Martina Hingis là một cái ambassador, là ai? Là một cái đại sứ. Ủa thầy dạy các bạn ambassador chứ? Đại sứ hình như chưa, đúng không? Ờ thầy ambassador, đại sứ. Cái người này đã trở thành đại sứ cho ở đây Right to Play. Right to Play là gì? Là một cái tổ chức thôi, hiểu không? Nó viết hoa là tổ chức thôi. Được chưa? Right là gì? Right là cái quyền. Quyền đồng nghĩa từ gì mới đó? Cái quyền đồng nghĩa từ gì? Nãy giờ mới dạy thì mới nói privilege, quyền đặc âm đó, được chưa? Cái quyền để chơi, được chưa? Rồi là cái đại sứ cho cái tổ chức này. Một cái tổ chức gì đây? Một cái tổ chức non-profit là tổ chức gì? Phi lợi nhuận. Mà pro sport là gì? Một cái tổ chức mà pro là gì? Pro là ủng hộ. Được chưa bạn? Thì trái nghĩa với pro là gì? Anti thôi. Hiểu không trời? Được chưa? Pro sport là gì? Một cái tổ chức mà liên quan với thể thao mà nó phi lợi nhuận. Được chưa? Which của which là gì trời? Mà nó giúp trẻ em, mà là cái which là nói về gì? Cái tổ chức đó mà nó giúp trẻ em từ gọi là những cái background là gì? Những cái gì các bạn? Các bạn hiểu cái background không? Từ cái xuất thân. Được chưa? Tại vì cái xuất thân nó sẽ hay hơn. Được chưa? Giúp cho những trẻ em mà đến từ những cái xuất thân lai lịch, xuất thân lai lịch đó các bạn. Được chưa? Đó. Vậy background đồng nghĩa với gì? Environment nè. Hoặc là nó đồng nghĩa với gọi là setting, đúng không? Tại vì các bạn môi trường nhớ, cái bối cảnh nhớ. Setting nè. Đó, hoặc là nó sẽ đồng nghĩa với cái từ biography, lai lịch cũng được. Được chưa? Ủa thầy, setting là cái bối cảnh môi trường chưa? Vậy chứ mới đó. Rồi gọi là cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận mà về thể thao này giúp trẻ em từ những cái background, những cái xuất thân mà nó nghèo khó,
Tuy nhiên một số vận động viên mà kiếm như đây, kiếm nhiều như đây, kiếm nhiều nhiều triệu đô promoting products là gì? Có tăng em phải dịch như thế nào sao mà tăng em promoting là gì? Promoting product là gì? Các bạn đọc hết này, promo là gì? Thúc đẩy. Không có tăng, thúc đẩy trong trường hợp nào cũng thúc đẩy, ngoài mang nghĩa thúc đẩy nó còn mang nghĩa là gì? Quảng cáo, đúng rồi, là nhờ những cái vận động viên khác gọi là kiếm hàng triệu đô bằng cái gì đây? Quảng cáo những sản phẩm, ví dụ như là gì? Các bạn thấy rõ ràng một cái là gì? Những cái tổ chức phi lợi nhuận cho trẻ em thì rất là như nào đây? Tích cực. Nhưng mà tuy nhiên cái rõ ràng nó tích cực rồi. Được chưa? Là gọi là quảng cáo cho những sản phẩm, ví dụ như trong food là gì? Đồ ăn gì đấy? Đồ ăn, thức ăn nhanh nè. Và đây sugary drink là gì? Những cái gọi nước mà như nào? Rất là nhiều đường. Được chưa? Rồi, this sends mixed messages. Cái điều này thì nó lại cho ra cái gì các bạn? Những cái gì đấy? Những tin nhắn đó. Message là gì? Một cái thông điệp miss là như nào? Một cái thông điệp, những cái thông điệp như nào? Lừa nhắn nhủ qua thông điệp là miss là như nào các bạn? Mà nó trộn là như nào? Kiểu như là nó vừa tích cực mà nó cũng vừa tiêu cực. Bây giờ thầy có have miss feeling là các bạn. Miss feeling là gì? Cảm xúc như nào đây các bạn? Lẫn lộn. Được chứ? Đó, lúc thì muốn đi, lúc thì không muốn đi. Được chứ các bạn? Đó thì thầy có đó chính là miss messages. Cái điều này nó gửi tới hai cái thông điệp mà nó kiểu như là nó vẫn chưa phân biệt được. Được chưa? People may wrongly associate with, thầy và bạn associate with là gì? Cái gì? Liên kết, được chứ? Đó, hoặc là liên hiệp lại. Được chứ? Đó. Là mọi người có thể gọi là, các bạn coi, thường á người ta có một cái tâm lý đó chính là gì? Là nếu mà những cái sản phẩm liên quan tới thao á thì người ta gán mác nó gọi là mình sẽ có một cái sức khỏe tốt, đúng không? Tâm lý rồi. Đúng không bạn? Nói thiệt câu này hiểu năng đơn là gì? Associate something with là mình gán cái gì đó với. Nhớ thầy, associate something with đó chính là gán cái gì đó với cái gì đó. Được chưa? Nhớ thầy viết vào. Associate something with something đó chính là gán cái gì đó với cái vật gì đó khác. Thì câu này hiểu nó là gì? Là nhiều người họ vẫn bị sai lầm wrongly là gì? Là một số người vẫn có thể bị sai lầm tới việc đó chính là gán những cái sản phẩm này, gán những cái sản phẩm mà thể thao với một cái cuộc sống mà đã lành mạnh, đúng không? Healthy lifestyle nè. Được chứ? Đó. Rồi, tiếp tục. Sports are exciting and entertaining. Thể thao thì nó như nào đây? Nó rất là thú vị và nó rất là mang tính giải trí. It's the most popular pastime in the world. Tại vì mấy đứa pastime chứ? Là một cái gì? Vậy rồi, một cái thú vui tiêu khiển mà nó phổ biến nhất trên thế giới. Nhưng mà những cái công ty thể thao và những cái vận động viên như thế nào hàng đầu thì thường take advantage of, vậy rồi thường như đấy, lợi dụng hay tận dụng? Lợi dụng, thường tận dụng rồi. Our love of sport là gì? Thường lợi dụng cái niềm yêu thích của chúng ta đối với thể thao. Và quá là nhiều người trả cái giá nó quá là cao. Được chưa? We are told là gì? Chúng ta như nào đấy? Được nói rằng là thể thao thì nó tốt cho chúng ta, và rằng thể thao là dành cho những người chiến thắng. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta phải ask ourselves, chúng ta phải đặt câu hỏi rằng who are the real winner? Ai mới là người chiến thắng thật sự? Và the real cost of sport là gì? Cái giá phải trả của thể thao là gì? Để chứ người ta bình thường, các bạn có giờ thể thao các bạn có suy nghĩ nhiều không? Không. Các bạn chỉ thấy à, gọi là coi một trận thể thao để đánh giá họ xem ai là người chiến thắng, được chưa? Đó, hoặc là xem gọi là cái đội tuyển của mình yêu thích, đó chính là xem đội tuyển yêu thích của mình gọi là thi đấu, được chưa? Chứ bạn không nghĩ sâu sắc. Nhưng mà hồi nãy thầy nói rồi, thời trang hay là gọi là về thể thao nó đều có rất là nhiều mặt khác nhau, được chưa bạn? Nó chỉ là cái việc mà các bạn xem thi đấu hoặc là các bạn mặc một cái bộ đồ bình thường, nó chỉ the tip of the iceberg thôi. Nó chính là gì? The tip of the iceberg là gì? Một cái tảng băng trôi, thầy dạy các bạn tảng băng trôi chứ. Nó chỉ là một cái vấn đề rất là nhỏ trong vô vàn vấn đề. Được chưa bạn? Đó, ok, thì đây là một trong những vấn đề của thể thao. Chưa nói có vụ mà gian lận, đúng không bạn? Mua bán giải, được chưa, trong thể thao? Được chưa? Thì đối với trường hợp này, đó chính bài này đang bàn về việc gì các bạn? Đó chính là bàn về việc gì? Những cái giá phải trả của thể thao không phải là về những cái việc thi đấu, mà gì đây? Về trang phục, chủ yếu là về gì các bạn? Trang phục. Được các bạn? Đó, ok ha. Rồi, vậy thì gì nữa? Kiểu như là những vận động viên trả lương rất là nhiều do cái việc gì? Vé cao nè, rồi sau đó là gì? Kiểu như là giá thành của đồ đạc nó cao nè. Được chưa? Nhưng bên cạnh đó nó cũng có một số điểm sáng, ví dụ như là gì? Một số vận động viên thì người ta tạo ra những cái tổ chức, phải tạo kiểu như hỗ trợ những tổ chức cho trẻ em và những người kiểu như là thiếu thốn,
đúng không? Nhưng cũng có nhiều người gọi là họ lợi dụng chúng ta để cho họ làm quảng cáo những cái sản phẩm mà nó không tốt cho sức khỏe, được chưa? Đó, ok. Và đôi từ cái việc đó cho nên người ta gọi là hiểu lầm, là người ta gán đó chính là gì, là những cái vận động viên mà thể thao á thì cứ nghĩ tới là gì, là họ nếu quảng cáo vậy thì họ có một cuộc sống khỏe mạnh như vậy, được chưa? Và kiểu như nếu mà gì họ quảng cáo một cái gọi là gì McDonald's thì các bạn nghĩ McDonald's có tốt cho sức khỏe không? Không. Một cái người vận động viên gọi là nổi tiếng mà quảng cáo đi, bạn cứ nghĩ là gì, cứ ăn mặc đồng hồ thì khỏe mạnh thì như nào, mình bị sai lầm cái gì đó, hiểu chưa? Đó, ok. Rồi trước thầy câu số 32, đoạn nào dưới đây mà nó sai nha, đoạn nào sai các bạn ha, trừ đó. Câu A, the price paid for này là cái giá ở đây, cái giá mà được trả cho những cái người đá banh footballer, những vận động viên đá banh này đấy. Leading là gì, là leading này các bạn, hàng đầu là top á, đúng không? Là những cái vận viên đá banh hàng đầu thì nó đã hát sword dramatically, là nó đã gì đó dramatically, thầy dạy chưa, thì nó đã gì đó for the last 2 decades. Cái bạn đó đi soar là gì, tăng vút, được chưa? Các bạn nhớ soar đó chính là tăng vút, được chưa? Soar của dramatically là gì, tăng một cách gì đấy đáng kể, đúng không? Đó gọi là cái giá trả cho những cái vận động viên hàng đầu thì nó đã tăng vút rất là mạnh for the last 2 decades là gì, 2 thập niên vừa qua, đúng không? Đúng không? Rõ ràng này thầy nói chứ, này nói rồi nè, được chưa? Cho nên không nói nhiều, các bạn này thầy nói rõ ràng rồi gì, là 20 năm vừa qua là cái giá nó trả cho những bọn đương hàng đầu thì nó đã tăng bao nhiêu phần trăm? 1500% từ cái bạn đó, ghê không? Thì câu A đúng không? Đúng có chọn không? Nào, câu B. Rồi, LeBron James, all praise for, là cái ông LeBron James là ai? Cái người vận động viên bóng rổ, là đã được gì đấy? Đã được khen tôn vinh vì đã đồ này đi này, vì đã quyên góp cái Ephraim video là gì, cái doanh thu là kiểu như là số tiền của đấy cho những gì đấy, cho cái sự phát triển của những đứa trẻ và những cái tổ chức mà nói đấy chống lại cái gì đấy racism là gì, nạn phân biệt đối xử chúng ta, đúng không? Đúng, rõ ràng là ông được khen ngợi về cái việc này rồi, được chưa? Rồi câu C, là nhiều fan mộ quy định tôi là gì, sẵn lòng, đó chính là mua những cái món đồ từ gọi là những cái vận động viên prominent là gì, nổi bật hoặc là xuất chúng, đúng vậy rồi, đúng không? Là nổi bật xuất chúng là những động viên mà cực kỳ nổi tiếng, mega famous, mega popular đó, đúng không? Ronaldo, Messi rồi đó, gọi là prominent athlete đó, at any cost là gì, bằng bất kỳ giá nào, đúng không? Đúng không? Chỗ nào? Kiểu như là họ chi một cái số tiền rất là nhiều, rất là khủng fortune nè, được chưa, để mua gọi là món đồ của gọi là thần tượng của họ, đúng không? Sẵn sàng trả luôn. Cho nên câu này sao chỗ nào? Câu gì luôn? Câu đề các bạn coi, là consumer là gì? Là cái người tiêu dùng thì họ beware thì họ như nào đấy? Beware chang aware thôi là gì? Họ có nhận thức được gọi là cái sự kết hợp của gọi là thể thao và sức khỏe khỏe mạnh. Người ta nãy giờ bài đọc có nói là có nhận thức được không? Nhận thức hay không nhận thức được? Không nhận thức này rõ ràng rồi, đôi khi người ta gán tới việc gì đây, à khỏe thể thao như vậy mà người ta quảng cáo một cái sản phẩm như vậy á, thường rồi thì các người ta sẽ hiểu lầm, nó sẽ kiểu như là gán như vậy và nó bị người ta gán sai đi, được chưa? Đó cho nên là câu D là tàu lạc, được chưa? Người ta vẫn còn bị gọi là gán bị sai mà. Rồi có 33 này nói rồi ha, rồi 34, cái đoạn nào dưới đây là các bạn phải tự suy ra nè, câu này khó đó. Câu A, chúng ta nên ponder on the ultimate purpose of sports. Chúng ta nên ponder, nó kiểu như chúng ta nên cân nhắc suy nghĩ. Các bạn nhớ ponder on, từ này khó nha, cân nhắc suy nghĩ. Ponder on đó chính là cân nhắc suy nghĩ. Chúng ta nên cân nhắc hoặc là suy nghĩ kỹ lưỡng về cái purpose of sport gì, về cái mục tiêu gì đấy. Cái mục đích purpose, ultimate là cái mục đích gì đấy. Cái mục đích tối thượng là mục đích cuối cùng của thể thao, đúng không? Chúng ta nên gọi là cân nhắc và đặt câu hỏi rồi đó, này chưa, là về gọi là cái mục đích cuối cùng của thể thao, đúng không? Cứ là phớt đáp án để sau mình phân tích. Câu B, it's a universal belief, đó chính là một cái niềm tin mà như nào, universal là gì mới đó, chúng, đúng không? Nó có một cái niềm tin chung, đó chính là gì, thể thao nó merely là nó như như là các bạn, nó chỉ đơn thuần là dành cho những người đây, nó chỉ thể thao nó đơn thuần nó được sinh ra là dành cho ai, người chiến thắng, đúng không? Nó là một cái niềm tin chung. Các bạn phải suy luận ra nha. Các bạn coi này gì, chúng ta được nói rằng
là thể thao là nó tốt cho chúng ta và thể thao là dành cho người chiến thắng. Và câu này người ta nói là gì? Đó chính là một cái niềm tin đại chúng là thể thao nó chỉ dành cho người chiến thắng. Các bạn nhớ, một khi đề thi mà có chỉ á, thường là nó sai lắm. Được chưa bạn? Đó, thì cái này đâu phải chỉ dành cho người chiến thắng đâu, đúng không? Rồi chứ nó còn gì nữa? Nó còn rất là nhiều vấn đề. Những cái vấn đề nãy giờ thầy nói các bạn về chi phí này nọ kiểu. Rồi câu C. Mặc dù many continually exploit, là mặc dù nhiều người vẫn tiếp tục exploit, là vẫn tiếp tục gì đấy? Lợi dụng hoặc là khai thác, là lợi dụng đi. Nhiều người vẫn tiếp tục lợi dụng cái đây, cái enthusiasm là gì? Cái sự nhiệt tình, là cái tình yêu á. Hồi nãy em có nói rõ ràng nhiều người gọi là lợi dụng tình yêu bóng đá đúng không? Có đúng không? Mặc dù nhiều người vẫn lợi dụng cái niềm yêu thể thao, thì thể thao nó vẫn compelling, thể thao nó vẫn như đấy, thu hút hấp dẫn. Có không? Có không các bạn? Chỗ nào? Có thì chỗ nào? Các bạn coi chỗ nào mà người ta lợi dụng nè. Take advantage sao? Rồi nó có nói kiểu như là thể thao nó vẫn hấp dẫn không? Không. Người ta nói gì? Thể thao và nó hấp dẫn và nó giải trí, nó là một cái hình thức gọi là bán thời gian mà nó phổ biến nhất. Nhưng mà những công ty này nó đang, hoặc là những vận động viên này, nó đang gọi là lợi dụng mình, cái tình yêu thể thao của mình, và quá là nhiều người trả cái giá quá là cao. Cái này tiêu cực rồi. Cái xe nó nhỏ không? À, được chưa bạn? Đó, ok ha. Cái này đảo ngược lại thì được. Được chưa bạn? Thể thao nó gọi là nó thu, nó rất là hấp dẫn. Được chưa? Nhưng mà nhiều người phải trả giá cao có thể mổ. Được chưa? Và câu D là gì? Là vận động viên ngày nay là có thể make a profit, là gì? Vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ cái việc trở thành gì đấy? Đại sứ của những cái chuỗi cửa hàng beverage, là bữa thầy dạy các bạn rồi, chuỗi cửa hàng gì đấy? Nước gì đấy? Nước giải khát, và những gọi là chuỗi cửa hàng mà đồ ăn có sức khỏe. Đúng không? Có suy luận ra không? Là ngày nay là những vận động viên là vẫn có thể là kiếm lợi nhuận từ việc trở thành đại sứ cho những cái đại sứ thương hiệu cho những cái chủ cửa hàng này, đúng không? Vẫn có thể. Cái bài này người ta nói gì đấy, là những như là một cái ngôi sao tennis là một đại sứ cho một cái tổ chức này, Right to Play đó, thì bạn coi đúng không? Thì câu này đang lấn cấn giữa câu A và câu D, đúng không? Câu A là gì? Chúng ta nên cân nhắc, chúng ta nên suy nghĩ về gọi là cái mục đích tối thượng của thể thao, đúng không? Đúng thì chỗ nào? Đúng thì chỗ nào chứ? Còn cuối cùng, chúng ta phải tự hỏi bản thân ta, who are the real winners? Ai là người chiến thắng thật sự? Rồi vậy đấy, what is the real cost of the gì đấy, the sports? Được các bạn, thì cái bài này nói về cái mục đích nè, cái mục đích của thể thao là như thế nào? Được chưa? Thì câu A là đúng nhất. Rồi tiêu đề ở này luôn. Cho tiêu đề gì đây? Ethics huge support for the society là gì? Là cái sự ủng hộ to lớn của những người vận động viên cho xã hội. Cái bài này rõ ràng chỉ có khúc cuối là kiểu như là vận động viên là họ hỗ trợ cho xã hội thôi, nhưng mà cũng có những nhiều người người ta lợi dụng mình mà. Được chưa? Cho nên câu A tào lao. Câu B, những cái vấn đề mà ở đối với trong những cái vấn đề mà của những người công nhân về gọi là may mặc, đúng không? Nó chỉ có một phần thôi, lúc đầu thôi. Chọn câu C, the downfall of sports. Downfall là gì? Cái sự sụp đổ của thể thao. Đây là đặt câu hỏi. Nghe nó gọi là nó gọi là u tối mấy đứa ha. Đây có phải là cái sự sụp đổ của thể thao kiểu như là nó sắp tới chứ? Thì nghe mà sao nó tiêu cực dữ vậy? Đúng không ạ? Cứ đọc tiếp đi. Winners and losers. Thì các bạn câu A, câu C, câu D. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Các bạn coi đi. Trong cái trường hợp cái bài này về thể thao, người chiến thắng là ai? Những người nổi tiếng nè. Cái thứ hai là ai? Công ty sản xuất. Người thua cuộc là ai? Công nhân và ai? Người hâm mộ. Rõ ràng chứ? Đó, cho nên các bạn thấy chắc chắn là con này chọn gì? Câu D. Câu C, downfall là gì? Là cái nhắc lại này, downfall là gì? Cái sự sụp đổ của thể thao. Nghe sao mà nó tiêu cực dữ vậy? Được chứ? Người, bài này rõ ràng, xong rồi cũng được. Cái bài này rõ ràng nói về gọi là những cái mặt trái của thể thao, chứ làm gì có nói gọi là sự sụp đổ của thể thao, đúng không? Đó, ok. Rồi những cái bài còn lại thì mấy con còn lại các bạn coi video thầy nha. Coi video được không? Thầy nhắc lại là mỗi lần mà coi video thì phải như nào, thầy nhắc coi bài nào thì phải như nào mới đó. Làm đúng rồi nha. Một số bạn cũng chưa được biết đây nha.